Hai cha con nãy giờ chơi với nhau đó cô chú, chơi Lego. Cái Lego này là Lego một bà ở bên Ohio á, đi qua tới tận cửa hàng nhiều không ngày tay của mẹ chơi, mua cho chơi cái Lego này luôn cô chú ơi. Giờ á hả, có đem qua, đem tới Lego qua tới phân phối đa luôn. Nhìn có nói chuyện gì vậy? khoe trời ơi đẹp ghê. Khoe nghe nhìn nói anh nữa. Ôi ai vậy con? Ai vậy? It's Lego. Oh, Lego. Con đặt tên đi. Nói ai vậy con? Lên Lego. Không có tên. Ba chay là cái gì vậy? À, puppy hả con? Hẹp e không mà mình đi. Không mà mình đi. À, có đuôi luôn à. Ủa, trời, con không mẹ ấy. Con không mẹ, mẹ thích hơn. Thương lắm á, cục vàng cục ngọc á cô chú ơi. Thương gì mà không biết, thương dữ không biết. Bởi vì thương mới nuôi nổi, thương kiểu đó mới nuôi nổi, chứ còn không thương mà sơ sơ là nuôi không nổi. Ngộ ha, rất là ngộ luôn á. Con mình cái bình thường mà ta nói thương cái kiểu gì mà thương lạ, thương lùng. Chứ không có thương lạ lùng như vậy là nuôi không nổi. Cực quá mà biểu. Ôi ôi cái nhà của Poppy hả con? Còn nhà nào của mẹ đâu? Ủa nhà này hả? Dạ đi. She said mommy look, it's puppy house. I say oh really, where is my house? She say it's right here. À, trời ơi nó biết hay ta. Nó biết cái nhà này là nhà của mẹ hay ta. Pretty smart. Ngọc Tưởng nó chỉ qua, Ngọc Tưởng nó chỉ qua cái nhà của ba nó đang là. Tự nhiên nó nói nhà mẹ đang ngồi ở đây nè. Trời ơi. Hướng ăn thì cô chú thấy ăn bàn ghế chưa có gì cô chú ơi. À, tới giờ chưa tìm được một bộ bàn ăn luôn cô chú ơi. Thích một bộ bàn ăn ở bên Costco á, mà online á, ở trên mạng á, nó không có bán. Nếu mà mình đặt ở trên mạng á, thì người ta mới ship tới tận nhà và người ta gắn vô cho mình. Tại vì Ngọc cần như vậy, tại vì chồng Ngọc anh về rồi nên đâu có ai mà gắn vô cho Ngọc đâu. Rồi đâu ai mà mua cái đó chở về, nó nặng lắm, Ngọc đâu có chở nổi. Mà hả, ở trên mạng không có bán, mà ở ngoài cái store, ngoài cửa hàng có bán, mà mình đi ra ngoài mua là người ta không có ship cho mình, không có đem về nhà cho mình. Ôi, khổ đây chứ. Mà còn mấy bộ bàn hôm qua khi Ngọc đi Ngọc coi bên cái CD Furniture là Ngọc không có thích bộ bàn ăn nào ngoài á. Không lẽ nay đi coi bàn tiếp. Chắc nay đi coi bàn tiếp với hai mẹ con mình đi. Cái gì? Trời ơi con cho mấy em vô tắm luôn rồi nè, mày coi tắm ơi. Trời ơi, hai đứa vô đó có chật quá không? Dạ không. À không chật. Mom, it's your mommy. Hả? It's your mommy. Ồ, cái ờ, mẹ với con lại trong bồn tắm đó phải không? Đúng rồi, mẹ với con ngồi trong bồn tắm. Trời ơi. Right in the tub. À đúng rồi, mẹ với con tắm chung nhau phải không? Yeah. Đúng rồi. And the puppy jumped. À, trời ơi. Oh, trời ơi, rồi con chó nó nhảy vô luôn hả? The puppy jumped in the tub. Trời ơi, mẹ với con đang nằm trong bồn tắm, con chó nó nhảy vô luôn cô chú ơi. Nó tạo, cô chú mà cho ngồi, nó ngồi đây nó chơi với mấy con này ha, là nó ngồi nó tự nói chuyện mình đó luôn. Nó nói em ơi đừng làm như vậy, rồi em cái gì này kia, rồi nó dữ lắm. Không có quay nó được, không có quay, tại vì hả ngồi trước mặt nó mà quay nó cái lạ hả, nó mắc cỡ cái đó, nó mỉm cái đó im luôn. Tại vì á, ví dụ như chơi mà đúng rồi, cái gì mà mình chơi mình á, nó dễ, tự nhiên nó ngồi để cái máy quay đó, cái quay cái hạt hay là bữa nào mà đặt cái máy quay ta, cứ đặt ra xong rồi mình đi, nó muốn nói gì nói. Chứ con mình ngồi đó thì nó ấy, để cho nó nói cho cô chú nghe. Sáng nay hai cha con dậy sớm, Bill chơi Lego. Trời ơi, chơi nó thích chơi Lego lắm cô chú ơi. Lego là cái mà thích chơi nhất luôn á. Bởi vì cái cô kia hả tặng cho nó, cô nói trời ơi thấy thích chơi Lego quá. Chút nữa là đưa ba chơi ra sân bay rồi đó cô chú. Không biết chưa, đưa ba ra sân bay xong chắc hai mẹ con đi kiếm bàn ăn. Oh baby. Oh baby, I like the couch at Costco. I look at it online. Mm-hmm. And I can let me show you. Bye baby. Okay, I'll see you in a week. Play with the Legos, okay? I'm gonna FaceTime you. Ở đây phụ mẹ đi. Mommy's gonna take you to eat food, and then you're gonna go change and get your swimsuit on. You're gonna go swim in the pool and maybe go to the beach, right? We're going to the beach tomorrow.
tomorrow. Okay. All right, bye. Bye, I got Daddy. Everything? Yeah. Let me just double check. Trời ơi, làm gì vậy? Trời ơi, đây thì cài cái đầu tóc vậy luôn hả? Đẹp ê. Đẹp ê luôn rồi. Con ngồi con cài đây là cái bài thổi con bóng này cho nó đẹp ha. Wow. Thổi cho nó đẹp trai nha. Ui ôi, đẹp ê cô chú ơi. Ăn miếng vô nữa, ăn miếng vô nữa. Nè nè. Hả miệng bự giùm cho mẹ ăn cái. Hả miệng bự giùm cho mẹ ăn cái. Cho ăn cơm cô chú ơi. Trời ơi, mấy ngày nay ăn cơm muốn ăn uống thất thường quá. Mấy nay toàn là ăn pizza. Mà ăn không mất gì cả. À, một sơ môi hả? Trời ơi, làm môi làm mắt. Mấy nay toàn là ăn french fry, khoai tây chiên, pizza. Ăn bảy bả không cô chú ơi. Trời ơi, con trang điểm đẹp ghê không? Trời ơi, quá duyên dáng. Quá trời là duyên là dáng luôn. Cái muỗng nhỏ hết rồi, giờ còn có muỗng bự này không? Có muỗng bự chả bánh lửa luôn. Rồi, nhai lại lên. Mâm bị uống miếng nước cho nè, nước cho chị đỡ khô miệng khô họng nè, uống miếng luôn. Ở đây phơi da nóng nên là còn phải uống nước nhiều. Bữa nay còn tiếp không? Dạ. Bữa nay còn tiếp không? Dạ, còn lạnh còn tiếp chứ chú Dũng. Hả miệng, chú Dũng đang làm ở ngoài đó cô chú. Hả bự. Con ăn vậy không biết chừng nào mới hết chén cơm luôn á chị ơi, ăn xong đi bơi nè. Cái này cô chú ơi, quay lén nó nha cô chú. Quay lén nó đang ở ngoài đó, nó làm gì nè cô chú nè. Đó, nó cầm đồ ra ngoài trước nó ngồi. Trời ơi, nó make up ở ngoài đó coi được đời không. Đây cô chú, nó đang ngồi ở ngoài nè cô chú. Trời ơi, trong nhà nó không ngồi chơi, nó ngoài đường ngồi nó make up. Làm tóc làm tay giờ thử coi nó điệu nó làm cái gì nó nha. Hy vọng là nó đừng có quay lại nó thấy mình nó mắc cỡ. Đó, kẹp tóc lên nè, coi kẹp như bà. Chết cha, nó nhìn nó thấy ngọc ngọc không trời. Trời ơi con kìa. Trời đất ơi. Cái gì cũng kia kẹp lên vô hết rồi, kẹp vô hết rồi. Đeo vô luôn, trò cò kiến, sổ kiến. Sổ kiến, cò kiến. What? You wanna come inside? Con muốn ngồi đó hả? Trời, nó tính đứng lên cái kiến, nó đứng nó nhảy rồi nó thấy tôi cái nó dừng lại nó giờ nó khóc. Vô được đời nó không? Ủa gì kỳ vậy? Vô không? Vô nhà không? Này, hồi nãy giờ con ngồi đây mà con chơi với ông á hả? Mom, I lost one. I lost. Oh, it's hanging. Mất đầu mất, nó dính ở trên đó chứ mất Trời ơi, làm gì kẹp cái gì kỳ vậy trời. Trời ơi, kẹp xong đứng kiến nhảy. Trời ơi, kẹp xong đứng vô kiến nhảy có được đời không? Chịu đời thấu với nó không cô chú? Ui cha ơi. Trời ơi, đẹp ghê, nhảy như ba lê vậy đó. Ôi trời trời, hấp hấp luôn hả? Wow, hay ta. Mama, I just wrote on there. Thôi, không được, có ngoài đây là ngoài đây là gạch đá rồi không, không có chà, không chổng cái đầu xuống. Mommy, it's rolling. Ờ à, biết rồi mẹ. Đúng rồi. À con, trời con tính xây vòng giống con thúc thúc á hả? Cái tên đó là thúc thúc. Con nói đi, thúc. Đúng rồi, thúc. Nếu mà giờ nó đã bị nghiện cái phim Raya. Con là Raya hay là gì? Raya. Mẹ là Namari. Mẹ là Namari. Nếu mà con là Raya là mẹ là Namari, phải không? Namari hay là Namira? Mom, you're Mari. Hả? No, you're Ba. You're a ruler. Ruler là ai? Mom, nói tiếng Việt. Mẹ, you are chuk chuk. Mẹ là con chuk chuk hả? Không đàn chuk chuk. Còn con chuk chuk cái con dò đầu mẹ vậy hả? Ra nhà dò đầu vậy hả?
Trời ơi. No, he don't like that. Mà ra à, đâu có đeo mấy cái kẹp đồ dĩ như hoa lá hẹ vậy. Mom, I said I want to wear it on. Trời ơi, con này chịu đời thấu không? Đó, 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 TikTok đó. Đó, TikTok đó. Thay chay đi, stop. I don't like that. Mom, give that to me, mom. Mẹ làm con á hả? Nhưng I was just teasing you. No, I was teaching you. Dạo à? Ngọc nói nó không làm vậy, cái nó nói hồi nãy mẹ làm vậy đó, cái Ngọc nói là mẹ làm vậy là mẹ chọc con á, nó nói giờ con làm vậy là con chọc mẹ lại, nó xạo dễ sợ đó không? Con ngồi ở ngoài đây con có lạnh không con? Mom, don't let me just... con nói gió thổi nhiều phải không? Gió thổi quá trời không? Sáng mom, I'm so cold. Vô mặt quần dài vô nha. Mommy, I said don't leave you like this. Hả? Vô mặt quần dài vô. Tên Việt Nam tên gì? Tên Chay chứ không có tên Việt Nam. Lộn bậy, tên Việt Nam tên Tâm. Ngọc Tâm.